cá chê đấy, cá chê quả thật à. Lâu lắm rồi cháu mới nhìn thấy cá chê đâu ạ. Quay con cá chê này đấy, giờ trông chưa đấy, nó có dâu hả à, đây này dâu này, dâu dài nhỉ, dâu phải dài đứng cao 4 phân nhá, cả cái chậu đây đấy. Ui, con cá chê này lâu lắm mới nhìn thấy cá chê này, hứng thú thế. Nó không đen đâu nhá, nó lâu lâu nhá. Nhá, nó xám xám nó lâu lâu, màu nó đẹp ấy chứ không phải là màu đen đâu. Ngày xưa cháu có nghĩ con cá chê nó màu đen đấy. Con cá chê nó không phải màu đen đâu. Màu đen đấy đẹp. Hả? Có con nó màu vàng không? Thế á? Thế à? Vàng là béo lắm rồi. Con béo béo lắm mà. À. Con cá chê này không phải là béo. Con chê này, con cá chê này nai rồi. Con này nai rồi á, không? À. Chứ không phải là cá chê kia, cá chê nó ngắn rồi. À, thế à? Ừ. Ừ, con này đầu thì bè bè. Giống như con ô tô chú nhìn ở trên mặt đường nhá, cháu bỏ đầu cá chê chưa? Đúng con mặt cá chê cháu nhìn xấu không thích. Thế con xe ô tô. Dép bố cháu thì bố cháu đi bắt cá thì chắc là ở dưới ở ao ấy. Sợ nhỉ? Cái này 5 cân. Hả? Cứ thế thì mang đi có phải là mình đi mình mang đi nhá. Nhưng mà chiều mới đánh mà. Đúng không? Sợ nhỉ? Cá chê này. Quậy đi, bơi đi, nó chặt quá không bơi được. Nhá. Cái chậu này ngắn quá, ngắn hơn là nó đang cong người nó bơi đi. Đây này nó bị đánh rất cả da đây này, đỏ ngoét đây này. Cái máu này. Con này nó trông nó hiền này nhá. Trông này nó hiền nó. Hả? Á đã mài dao. Con cá bả lên mà khỏe nhìn dã man như. Con này xấu, con còn bể xấu như gì, trông kinh như gì. Con cho biết rồi, con ấy xanh đỏ đen. Chú nhìn rất mình. Con ấy trông kinh mà mẹ trông con ma. Ừ, con quái vật. Con đấy nó ăn các loài cá khác ấy. Ừ, ăn thịt các loài cá khác ấy, con ấy kinh lắm. Loài khác không sống với nó đâu. Riêng dòng rô phi này đẻ ra con nhá. Thế con cá dọn bể nó ăn đớp hết, ăn hết. Ăn thịt hết con luôn. Quái vật đấy, con cá chê này trông nó còn đỡ sợ đấy. Hiểu không? Con cá chê thuộc dạng nó cũng thuộc dạng xấu. Nhưng mà nó không phải là quá là xấu. Nhá. Đối với một số người nhá, con cá chê này là đẹp. Đây là con cá, có phải con rô phi đó đâu. Đây là con cá mè. Cá chấm. Cá mè. Không phải mè. Thế chú thả đây à, chú thả đấy, chú thả. Thả vào cùng với con cá chê nhìn biết đấy. Có con dâu không? Có dâu không? Không. Không. Không có dâu là cá mè. Ông tướng. Không phải mè nó phải ấy cơ, mè nó phải khác cơ. Đây không phải cá ấy. Hả? Cá gì? Đây là cá dặn kiểu cá chấm, không phải chấm con này. Chấm là mình nó tròn như mình nó chấm. Đập nó dẫy kinh. Chú làm cá cho con lâu lắm mà cháu không làm cá rồi đấy. Đi ra chợ mua cá là người ta làm sẵn rồi. Mình chỉ dán thôi. Chú bắt con cá chê nữa xem nào. À, chú bắt cá chê có nám không? Sợ nó xem nào. Cháu nhìn thấy cá cho sợ này. Lâu lắm không sợ động vật. Ui, trông. Ui, trông thích nhỉ. Ui, trông đều nhỉ. Ui, trông nó xòe. Trông đều nhỉ. Trông. Ui, trông dâu giống như mồm con xe ra tô. Trông như mồm xe ra tô. Trông em cho em đang bay trên tin quốc. Con này nó nhảy nó trơn trơn lắm đây đúng không? Nó trơn tuột. Dài nhỉ, con này đúng là dài đấy. Con này dài rồi. Con này đây là gang tay của mình này. Con này phải 30 phân ấy. Hơn găng tay của mình nó rồi hơn 30 phân có chê này dài phết đấy, con này dài kinh khủng, hơn 30 phân tay mình như này, hơn 30 phân. Cá ôi chục làm cá chúng cũng ngượng lắm, không như mấy bà ở chợ được, bà làm xẹt nó làm nhanh lắm. Có chứ. Cá này nó đầy vảy rồi đây. Con cá chê không phải đầy vảy đâu. Đau nó. Đằng nào cũng phải chết, vừa đập nó dẫy rồi chết rồi, đúng không? Rất là cá.
Ngại nhất là cháu, ngại đâu chứ nào mà cháu ấy. Hả? Cái gì? Cho mà gì về làm nữa nè. Xem là còn mấy con nào khác hay là toàn cá rô phi hết. Ủa, ủa mấy con rô phi to vết nên là nhảy dậy. Ủa cá bắt dây ao đấy nó khỏe nhỉ. Con này mà không, bọn này mà nuôi nhá nó to lắm ấy. Nhá. Không có cái gì. Không có cá. Không có cá. Thế mà nó dáng nó đánh rồi đây. Thế là mỗi thằng một bữa đấy nhỉ. Ông vận ông đánh là bữa rồi. Thảo nào vừa thấy hai bố con này. Mình đi qua rồi nhìn ấy, cứ nhìn vào. Chú có nhìn ngang không? Cháu nhìn ngang bảo sao hai bố con lại bảo nhau chuyện gì kia. Mình này, ông vận ông gì à, hai bố con. À, đã sang đây làm mẻ cá rồi nhá. Hả? Ông mới đánh nhỉ, ông te. Te là anh ngưới à, đánh ngưới. Nhưng mà con cá này ăn thịt mới thơm này. Con cá mè này ăn thịt mới thơm. Nhưng mà rất nhiều xương. Nhiều xương lắm. Chú Thành ạ. Chứ cá gì? Chấm. Chấm mình nó tròn. Con này mình nó bầu sao là cá chấm được. Có. Thế cá này cá gì? Hay là hay cá chép. Chép dâu đâu? À nó có dâu rồi này, mình không nhìn thấy. Đây có dâu một phân đây đây, con cá chép rồi. Cá chép rồi. Ăn thơm lắm, ăn thịt con này nó ăn thịt con này nó béo béo ngậy ngậy thơm thơm nhỉ chưa? Béo ngậy ngậy thơm thơm. Dâu phi thì ăn nó thông rượu nhỉ chưa? Ăn nó chỉ có mùi cá thôi. Chưa? Thế hôm trước chưa bắt được con cá giòn bể chứ bắt ở đâu? Anh lưới ở đây á? Ao nhà ông á? Thế này cũng có nhiều không? Đây, một sót một con. Ui, ui, sót một con. Cá chép. Cá gì? Con này có cá chép rồi, cá chép ông táo vì giờ rồi. Đây rồi, cá chép. Cá chép vì giờ rồi. Ui, cá phải đánh quẩy ông với. Có chứ. Thế cơ hôm nay không có con cá dọn bể nào hả ông? Dọn bể cầm đi chơi hết rồi. Nó cầm hết rồi, nó lấy hết rồi. Bốn năm con. Bốn năm con dọn bể gì? Bọn dọn bể nó đẻ nhanh lắm đấy ông ạ. Con bể nó đẻ nhanh lắm, nó khỏe đó, con đấy nó khỏe, nó mạnh, nó có ăn thịt cái đồng loại đấy. Cá dọn bể đều lắm. Ui giời, nó dẫy rồi. Ui giời, ui giời, dẫy dẫy cá khỏe thế, dẫy kinh ấy. Ui giời, đánh vảy chưa mổ bụng à? Ô mổ bụng rồi vẫn dẫy kinh thế. Sợ là cá sống kinh nhỉ, mổ bụng rồi vẫn dẫy anh đánh đấy 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 lại dẫy. Ui giời, dậy sợ kinh. Chú làm cái kiểu gì mà nó một bụng rồi nó vẫn dậy, không bù cho mấy con ở chợ chết trước khi làm. Ừ, cá đấy phải sụp sủi bọt chứ, không sủi bọt chốc nữa là lại nằm nghiêng chứ này, em không nằm thẳng được. Con này cá ở chợ. Ừ. Nấu riêu thì ăn được nhiều chứ thành ông ạ. Mà lâu lâu lắm. Bây giờ cứ làm một, bây giờ cứ để ăn dần thôi. Nhưng mà người ta bảo con cá dọn bể ăn ngon hơn con cá này đúng không? Không. Không ngon không? Chú ăn chưa? Chưa. Ui giời, con cá dọn bể đấy nó vỏ nó cứng lắm. Đó. Gai nó cứng lắm ông ạ. Con này gai cứng lắm. Ăn được, con này ăn được. Đấy. Chồng chú Thành làm cá cũng giống như mình làm cá thôi, ngượng lắm. Đấy, ui dồi, máu mè bé bét rồi. Chồng sợ. Đấy. Đấy, chỉ con cá chê này đẹp thôi, cá chê lâu lắm không nhìn thấy. Nhưng mà ngày xưa cháu nhìn thấy con cá chê nó màu đen hay có phải nó không phải là màu đen không? Có phải có con màu đen không? Không. Thế à? Con này nó màu ghi nhá. Màu ghi xám xám nhá, nó không màu đen đâu. Nhưng mà chỉ nấu canh rau cải thôi. Nhưng mà con này có vẻ cũng gầy không nhỉ? Đầu to như đầu con rắn này nhưng mà thân thì gầy lắm.
Hay là cái loại này, loại nó thế hiểu này nay nay rồi này thế khác kiểu còn đúng của nó ngắn mà tí cơ, ngắn mà nó tròn hơn đúng không? Ừ. Đầu nó không kiểu như này. Cà chê.